Tại buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Ninh Thuận, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Bộ Công Thương ủng hộ hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ và năng lượng tái tạo của cả nước. Theo báo cáo của tỉnh Ninh Thuận, tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã triển khai đầu tư và đưa vào vận hành thương mại 57 dự án điện mặt trời, điện gió và thủy điện với tổng công suất 3.750 MW. Các dự án này đã góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát huy hiệu quả sử dụng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và đóng góp lớn vào ngân sách. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai các dự án vẫn còn phát sinh một số vướng mắc khó khăn liên quan đến việc xử lý chuyển tiếp các dự án trong quy hoạch điện 7, điều chỉnh sang quy hoạch điện 8. Vì vậy, tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét cập nhật, chuyển tiếp các dự án trong quy hoạch điện 7 điều chỉnh sang quy hoạch điện 8, sớm ban hành cơ chế chính sách giá điện gió, thủy điện tích năng, hướng dẫn về phát triển điện mặt trời mái nhà, ban hành quy định phát triển điện gió ngoài khơi và sản xuất hydro để địa phương làm cơ sở triển khai thực hiện đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương xem xét đề xuất xây dựng trung tâm công nghiệp dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng tại Ninh Thuận, góp phần hiện thực hóa chủ trương của chính phủ về phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo nghị quyết số 115 NQCP ngày 31 tháng 8 năm 2018 kết luận tại buổi làm việc bộ trưởng nguyễn hồng diên cho biết bộ công thương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh ninh thuận trong triển khai các dự án về khoáng sản năng lượng nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung bộ công thương ủng hộ hoàn toàn việc ninh thuận sẽ trở thành một trong những trung tâm chuyên về dịch vụ năng lượng tái tạo ninh thuận có đủ các yếu tố điều kiện thuận lợi và từng được xác định là trung tâm năng lượng phía nam đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh ninh thuận bộ công thương sẽ có những ý kiến cụ thể theo thông báo kết luận